Chiều 12 tháng 1, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn Luật sư Busan Hàn Quốc tổ chức lễ ký kết biên bản thỏa thuận ghi nhớ hợp tác. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu, Chủ tịch Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Thành phố Busan Hàn Quốc Yeon Yong-uk. Tại buổi lễ, hai đơn vị đã ký kết ghi nhớ hợp tác với các nội dung chính như tổ chức và thực hiện các sự kiện hướng đến việc bảo vệ quyền của công dân, doanh nhân, các tổ chức thương mại phù hợp với lĩnh vực, cung cấp hỗ trợ chuyên môn pháp lý, sử dụng các nguồn lực hiện hữu về pháp lý, thông tin nghiên cứu, phân tích, phương thức, tổ chức, lập kế hoạch thực hiện các hoạt động hợp tác để cùng nhau bảo vệ quyền của công dân, doanh nhân, tổ chức thương mại và các tổ chức phi lợi nhuận phù hợp với lĩnh vực. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu cho biết, Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng luôn coi trọng và mong muốn đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc Việt Nam phát triển ngày càng toàn diện và hiệu quả. Qua nhiều năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Busan đã cùng nhau khai thác tốt thế mạnh, bổ sung thúc đẩy các hoạt động hợp tác hiệu quả, đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên có những bước phát triển vượt bậc. Việc thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh ký kết với Đoàn Luật sư Thành phố Busan với mục đích trao đổi chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp giữa luật sư hai thành phố, hỗ trợ cá nhân doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, cá nhân doanh nghiệp Việt Nam tại Thành phố Busan, góp phần thúc đẩy gắn kết hữu nghị giữa hai thành phố đã thiết lập và duy trì trong nhiều năm.